Vâng, xin chào các bạn. Để quay trở lại với các bạn thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mẫu Mercedes. Hơn đặc biệt hơn nữa, một mẫu Mercedes của bên em đang bán ra hiện tại là một cái mẫu Mercedes E200 sản xuất năm 2006. Một cái mức tiêu hao nhiên liệu của con này rất hợp lý vì nó là động cơ 1.8 nên là mức tiêu hao nhiên liệu của nó chỉ có khoảng tầm 8 lít trên 100 km thôi. Một cái mẫu xe rất đặc biệt mà đời cũng rất cao rồi, đời 2006. Với mức giá là 390 triệu đồng, bao hồ sơ và vận chuyển trên toàn quốc, bao test hãng về đâm đụng và gập nước đối với mẫu Mercedes E200 sản xuất 2006 và BMW đang bán ra này. Đấy, đảm bảo các bạn một điều là bao đâm đụng và bao gập nước trên toàn quốc. Đấy, một cái mẫu xe Mercedes này, bao hồ sơ và bao vận chuyển luôn. Đấy, cái mẫu Mercedes rất ưu tiên các bác luôn, kể cả các bác khu vực miền Nam, bao hồ sơ và vận chuyển đối với cái mẫu Mercedes E200 này. Thì một cái mẫu xe rất đẹp của hãng thương hiệu Mercedes. Mà hơn nữa cái mẫu Mercedes này với dung tích xi lanh chỉ có 1.8, vô cùng tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, vì vậy là các bác mua về không lo là xăng ăn tốn hay là một cái mẫu tiêu hao nhiên liệu nhiều, thì bởi vì cái mẫu xe này dung tích xi lanh của nó rất hợp lý, 1.8, loanh quanh tầm 8 lít trên 100 km thì có thể chấp nhận được. Một cái mẫu xe hạng sang như này, mức tiêu hao nhiên liệu như thế, theo em nghĩ là quá hợp lý đối với một cái mẫu xe hạng sang như này. Thì cái form dáng của dòng Mercedes thì bên em bán cũng rất là nhiều rồi, vì vậy là các bác cũng tham khảo và cũng được xem nhiều cái mẫu Mercedes bên em đang bán ra. Thì cái mẫu Mercedes E200 này thì nó form dáng thì nó cũng giống, gọi là không khác biệt nhiều so với mẫu Mercedes E240, kể cả về trọng lượng hay chiều dài chiều rộng, nhưng mà nó có cái dung tích xi lanh nhỏ hơn, vì vậy là tiết kiệm nhiên liệu hơn cái dòng Mercedes E240. Đấy, cái nội thất của nó cũng có một cái chút cải biến khác hơn dòng xe E240. Vô lăng cũng được thiết kế khác rồi. Vì vậy là các bạn nhìn thấy cái phần dòng Mercedes và E240 và E200 này thì nhìn cái phần nội thất của nó rất là sang trọng. Giá rất hợp lý, ở cái mức loanh quanh tầm dưới 400 triệu để sở hữu một cái mẫu xe hạng sang này thì cũng không nhiều, kiếm không được nhiều. Mà hơn nữa dòng Mercedes chạy các bạn yên tâm về độ ổn định và chất lượng rồi. Đấy, vì vậy bác nào có nhu cầu muốn mua cái mẫu Mercedes E200 này thì hãy đến tại cửa hàng em, đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương để xem cái mẫu xe này. Và bây giờ để cho các bác xem tổng thành và cái chất lượng cái mẫu xe Mercedes E200 sản xuất 2006 với mức giá là 390 triệu đồng, bao hồ sơ và vận chuyển trên toàn quốc, bao test hãng về đâm đụng và gập nước. Vâng, bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại là 0978 804 777.